Ở đây là phải chìm hẳn xuống không là chiều đến là lọc xương á. Vừa nãy đẹp lắm, vừa nãy đẹp lắm. Vừa nãy đẹp bây giờ lọc xương rồi, trên núi rồi nên là lọc xương. Trên núi. Đẹp chưa? Đây là cục cục kia. Nào không phỉ đâu. Đây. Nào vào. Tàu à? Tàu. Cả ông cả bà đây. Dưới chân núi rồi, mọi người coi như là nếu người có điều kiện có cơ hội thì hãy lên, hãy lên đây rất là đẹp. Rộng. Bên ngoài còn bên trong thì sơ qua được cho mọi người biết được coi như là cái khu nghỉ dưỡng Karakoka như là tôi xin mọi người tạm biệt. Quay lại được chưa? Đây là chơi một cái gì đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.